xin chắp tay nguyện cầu cho thế giới. Con xin chắp tay nguyện cầu cho chúng sinh, nguyện cầu xuôi từ bi muôn đời. Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Lễ Vu Lan, mùa báo hiếu của những người con đối với cha mẹ. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe. Nguyện cầu gây tình thương che mát loài người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, nếu như quả thật dân tộc Việt Nam bất hạnh, chúng ta sẽ mất rất nhiều thứ. Như chúng ta đã từng mất, mất cha mất mẹ, mất luôn cả những nấm mồ của ông bà tổ tiên. Chúng ta đã từng bỏ lại cả một quê hương sau bao nhiêu năm tháng dài chiến tranh thù hận, để rồi vượt biên vượt biển, sống trong hoàn cảnh thân ly tan tàn của cả một dân tộc từng trải qua bao nhiêu tai ương hoạn nạn mà đến ngày nay vẫn còn đó. Và chúng ta có thể tự hỏi rằng, sau khi chúng ta đã mất hết tất cả những thứ đó, chúng ta có thể còn làm được cái gì ở đây? Còn lại cái gì để giữ lấy cái hồn của dân tộc, để giữ lấy cái đạo lý muôn đời để cha ông để lại cho con cháu ngày nay? Còn lại cái gì để nuôi dưỡng cái đời sống tinh thần và tâm linh của con người ở trên mỗi người chúng ta và ở cả cái dân tộc Việt Nam chúng ta đó? Thưa quý vị, nếu còn lại chính là còn lại cái ngày lễ Vu Lan báo hiếu này, một ngày lễ từ ở trong cái truyền thống tín ngưỡng của Phật giáo đã trở thành một ngày lễ hội của tất cả những người con dân nước Việt. Ai là người Việt Nam mà không từng biết đến câu chuyện của một Liên Thanh Đề? Ai là người Việt Nam mà không từng biết rằng Vu Lan rằm tháng bảy đó là ngày báo hiếu mẹ cha, đó là ngày xá tội phóng nhân? Nhờ đâu mà được như thế? Thưa quý vị, dân tộc Việt Nam chúng ta lấy cái đạo làm người, đặt căn bản ở trên cái đạo lầm con đối với cha mẹ. Bài học yêu thương mà con người học được không phải bắt nguồn từ đâu kể cả, chính là từ trong chiếc nôi mà cha mẹ ru ta đó, chính từ ở trong cái vòng tay bao bọc của cha mẹ ta đó, và có thể nói xa hơn, từ trong bụng mẹ ta đã từng tiếp lấy hương ấm của mẹ để ta sinh được ra đời. Bài học của yêu thương ta nhận được từ ở nơi những giọt mồ hôi của cha đem thân mình đánh đổi để có tiền có bạc nuôi con ăn học nên người. Bài học yêu thương ấy ta sẽ học được từ nơi những giọt nước mắt của mẹ trong những đêm dài thao thức vì ta đau đớn bệnh tật, vì có thất bại trong cuộc đời. Bao nhiêu điều vui, bao nhiêu hạnh phúc mà ta có được trong đời, có cái gì mà không dính líu tới cha tới mẹ, có cái gì mà không phải đánh đổi bằng bao nhiêu nhọc nhằn gian khổ mà mẹ cha bỏ cả cuộc đời để cho ta tất cả những gì tốt đẹp của hôm nay. Và cũng chính vì vậy mà cái đạo làm người của dân tộc Việt Nam, như tổ tiên ta từng dạy, không phải bắt đầu từ đâu, mà bắt đầu từ cái đạo làm con đối với cha mẹ.
thể hy sinh cả cuộc đời của mình, bao nhiêu vui thú riêng tư, thậm chí cha mẹ có thể đem cả thân mạng mình để bảo bọc che chở cho con. Làm con mà không thương cha thương mẹ, thương ai được được bây giờ quý? Một người con mà không thương cha thương mẹ, kẻ đó còn có thể thương ai được được trên cuộc đời này? Làm sao một kẻ bất hiếu với cha mẹ có thể trở thành một người chồng, người vợ thủy chung? Làm sao một kẻ bất hiếu với cha mẹ có thể trở thành một người bạn sống có tình có nghĩa với anh em bè bạn khắp nơi? Làm sao một con người bất hiếu với cha mẹ, một kẻ đã từng dập đạp cái trái tim của cha mẹ để đi tìm danh vọng, để đi tìm quyền quý, kẻ đó làm sao có thể nói ra được những lời chân thật, yêu nước thương dân, thương nòi thương dân? Cho nên đối với dân tộc Việt Nam mà nói, đạo lòng người bắt nguồn từ ở trên cái đạo lòng con người cha mẹ đó. Tổ tiên ta vẫn thường dạy nhân sinh bất hạnh hiểu phi đi, con người sống ở trên đời còn trong thứ đức hạnh khác nhau, nhưng mà tất cả những đức hạnh đó đều phải đặt trên cái nền tảng của hiểu hạnh. Không hiểu hạnh thì tất cả không được thành tựu bất cứ một cái gì. Hãy nhìn cái cây kia, sợ gì mà cây đó có thể mọc lên được, sợ gì mà cây đó có thể đứng vững được trước phong ba bão tặng, sợ gì mà cây đó có thể sinh hoa kỳ tại cho con người? Thì nhờ đâu? Nhờ cây đó đã có những gốc rễ cắm sâu vào ở trong lòng đất. Hiểu đạo đối với con người cũng giống như gốc rễ của một gốc cây cắm sâu vào lòng đất, để từ đó mà ta thành tựu được tất cả những gì tốt đẹp nhất ở trong cuộc đời của một con người, đối với gia đình, đối với xã hội, đối với quốc gia và đối với cả thế gian này đây. Không hiểu đạo, hỏi ta làm sao có thể trở thành những con người anh hùng, những kẻ được tiến mộ? Cho nên bởi dân tộc Việt Nam, đạo lòng con người cha mẹ đã trở thành một cái nền tảng của đạo lòng người. Và đó là cái bài học luân lý đầu tiên, đó là cái đạo đức căn bản nhất của bất cứ một người con dân Việt Nam từ ngàn xưa cho tới tận bây giờ. Và đó cũng chính là cái dấu đặc gờ của đạo Phật của dân tộc Việt Nam. Bởi vì như Đức Phật dạy, gặp thời mà không có Phật, thời cha chính mẹ chính là thời Phật, hoàn toàn không khác chút nào hết. Tôi kể quý vị nghe một câu chuyện được truyền tục từ xưa thời nay. Câu chuyện kể về người mẹ sống với một đứa con trong một túp lều nghèo khổ. Cả mẹ và con đều là những người không bị tam bảo, đều là những người ngưỡng mộ Đức Phật. Và trong tâm của người con thì chỉ có một ước mơ duy nhất trong cuộc đời của mình, ước mơ có một ngày được lên đường đi tìm Phật, được gặp Phật, để được lễ lạy dưới chân của Đức Phật, để được đi bao vòng chung quanh hình bóng từ bi của Phật. Thế rồi một hôm, người con đó đã từ giã người mẹ già của mình để lên đường đi tìm Phật. Đi mãi đi hoài, ngày tháng trôi qua mà vẫn không thấy Đức Phật ở đâu hiện tại. Cuối cùng đứa con này đã gặp được một vị đạo sĩ, và người con này đã hỏi vị đạo sĩ: thưa ngài, ngài thì chỉ cho con Đức Phật đang ở đâu để cho con được đến đặt lễ ngài, để cho con thỏa được cái ước nguyện một đời của con. Vị đạo sĩ đó bảo rằng: con ơi, con muốn tìm Phật, con muốn đặt Phật, ở phía trước này không có đâu, con hãy lên đường trở về. Ít đoạn đường mà con đã đi qua tại có bao nhiêu ngày tháng rồi, cho đến khi nào mà con bắt gặp một người mang luồng cái chiếc dép từ chân tại sang chân phải thì con biết
đó là Phật rồi. Con hãy quỳ lại dưới chân của Đức Phật rồi. Con hãy thờ phụng một lòng đối với cái vị Phật đó đi. Người con nghe lời đạo sĩ đã lên đường trở lại cái đoạn đường chàng đã tức bước xa đi, rồi đi đi. Để ở đây đâu, người con này cũng nhìn xuống đôi chân của người khác để coi thử ai là người mang đồ chuyện dạy từ chân phải sang chân phải, nhưng không thấy một ai hết. Trong cái chân gần như tuyệt vọng ấy, bước chân của chàng thanh niên này đã đưa chàng trở về cái ngôi nhà mà ở đó mẹ già đã ngày đêm trông đợi chàng. Trong đêm hôm, người con cất tiếng gọi mẹ ơi. Bà mẹ mừng rỡ quá, bao nhiêu ngày tháng đi qua trông chờ đứa con của mình trở về. Cho nên khi nghe tiếng con, bà mừng rỡ vội vàng xỏ chiếc giày để đi ra mở cửa, để chị muốn ôm con vào lòng, để chị muốn nhìn lại khuôn mặt đứa con thân yêu của mình. Trong giây phút gặp gỡ ấy, cả mẹ và con đã sống trong một cái nỗi niềm xúc động tràn trề. Đang ôm nhau như thế, đứa con bỗng nhìn xuống chính mẹ mình, thấy mẹ mình mang lột chiếc giày từ chân trái sang chân phải, bởi vì mẹ đã vội vàng khi nghe tiếng con mình mừng rỡ quá mức. Và ngay giờ phút đó, đứa con nhớ lại cái lời của người đạo sĩ, đây chính là vị Phật đấy. Và đứa con đó đã quỳ xuống trước mặt mẹ mình, đã ôm lấy cái đôi chân của mẹ mình và ở đó để thờ phụng người mẹ của mình cho đến những năm tháng cuối cùng trong cuộc đời của mẹ. Thưa quý vị, gặp thời không có Phật, thờ cha thờ mẹ chính là thờ Phật không thật. Mẹ cha đó đối với đứa con mà nói ân đức cao dày biết bao nhiêu mà kể. Vừa rồi quý vị đã nghe được 10 cái ân đức lớn của Đức Phật đã từng dạy trong kinh mà làm con không thể không biết được 10 ân đức lớn của cha mẹ. Ân mang nặng tới 9 tháng 10 ngày, ân đẻ con ra đời đau đớn biết bao nhiêu của cái thân xác ốm gầy của mẹ. Thì ân mà chỉ cần mẹ nghe cái tiếng khóc của đứa con chào đời, tất cả nỗi đau đớn thân xác đều tan biến từ tất cả. Hỏi ai trong cuộc đời này có thể vì mình mà quên đi tất cả những nỗi đau đớn của thân xác như mẹ quý, ngoài trừ người mẹ của mình mới có thể có được cái đó. Mà sợ gì mẹ có, là bởi vì tình yêu của trong trái tim của mẹ đối với con vượt lên đến tất cả mọi thứ giữa cuộc đời này. Mẹ có chết mẹ cũng cam lòng, chỉ cần con cất tiếng khóc chào đời, chỉ cần con lớn lên làm người một cách tốt đẹp mà thôi. Sự cũng mẹ cha đó chứ không ai khác trong cuộc đời này. Bọc mình bể mình tắm rửa những thứ dơ bẩn nhất ở cái con người của mình mà không bao giờ sanh tâm giờ tự lượng nghĩ, ai có thể chui rửa những phân điện dài ở con người mình mà không một chút nhờ tự thương cái gì ngoài trừ cha mẹ của mình mà thôi. Mà sợ gì cha mẹ làm được điều đó, là bởi đâu? Bởi vì trái tim yêu thương của cha của mẹ vượt đến tất cả mọi thứ ở trong cuộc đời này. Vàng bạc chẳng ăn chung gì, dơ bẩn chẳng kể làm gì, chỉ có trái tim của một người mẹ người cha mới có thể làm được điều đó cho con quỷ. Sự cục mẹ cha đó thì không ai cả. Trong những lúc bất hạnh khó khăn, mẹ cha chính là người đem thân mình hứng lấy tất cả những nhọc nhằn gian khổ, hứng lấy tất cả bao nhiêu lạnh lẽo cơ hàn để cho con tất cả những ngọt bùi, cho con tất cả những no ấm. Tôi từng nghe kể tới một người mẹ ở tại miền Nam Việt Nam, mù lòa ngồi ở giữa một chân cầu, để rồi cái đời ông đi qua bà đi lại
xin đừng đồng bạc và vi đặt điểm bao nhiêu. Khi mà những đồng bạc ăn xin với tất cả những cực của một người mẹ như thế, đã nuôi dưỡng được bao giờ con gái của bà tất cả đều tốt nghiệp đại học hiện tất cả. Tôi cũng từng nghe kể rằng một người cha đã từng bán máu của mình để cho con có tiền mua sắc mua vợ và đi học cùng với chúng bạn, không phải thua kém. Hỏi ai cuộc đời này có thể làm những điều đó cho mình quy định. Những vị lớn tuổi anh một ở đây đây từng trải qua những hoàn cảnh chiến tranh quê hương Việt Nam, trải qua những ngày tháng thiên tai lụt lội ở tại quê hương cùng với cha với mẹ, quý vị sẽ cảm được tất cả những điều mà tôi đang nói ở đây. Bên ướt mẹ nằm, bên rào con lăn, từng miệng cơm nhai, từng bầu sữa tạt, trong những lúc bất hạnh, trong những lúc đói nghèo, trong những lúc mưa gió tạt tới, trong những lúc nắng chảy khô người, mẹ giáo đem thân mình và gánh hết tất cả cái đó cho con. Làm con, chúng ta có rất nhiều lần quên đi cái nỗi buồn, nỗi khổ của cha, của mẹ. Thậm chí quên đi luôn cả những cái niềm mong ước của cha mẹ đặt vào ở nước mình để đuổi theo những giấc mộng của riêng mình. Nhưng thưa quý vị, trong trái tim của cha của mẹ chẳng bao giờ mất đi hình bóng của đứa con kia. Dù con có đuôi có mù, dù con có tật nguyền, dù con có xấu xí đến đâu thì chắc, trái tim của mẹ cũng không bao giờ mất đi hình bóng đứa con yêu thương. Những gì mà người mẹ trân quý nhất ở trong cuộc đời của mình, hỏi ai trong cuộc đời mà có thể thương mình đến cả hơi thở cuối cùng như thế? Hỏi ai cuộc đời này có thể quý mình như một viên ngọc ngoài trừ cha mẹ đối với mình như thế quý mình? Hãy nghĩ tới những điều đó để trong cái ngày vu lan vào chiều này, mỗi người trong chúng ta hãy khắc sâu cái lời của Đức Phật dạy, khắc sâu cái ân đức của cha mẹ ngay ở đến thịt da mình, ở đến máu thịt của mình, ở đến xương thịt của mình. Bởi vì nghĩ cho cùng, hình hài này, thịt cha này, máu huyết này, tất cả đều là cha mẹ bán bằng cho ta hết cả. Cũng như cả cuộc đời này của ta, dù ta có học lên tiến sĩ, bác sĩ, dù ta có ra làm kỹ sư, dù ta có trở thành nghị sĩ chánh điệu tổng thống hay căn người, ta cũng bị những đứa con của cha của mẹ. Và trên cuộc đời này không ai từng yêu thương ta, không ai từng hy sinh cho ta bằng cha mẹ để tất cả. Nếu như cái ý nghĩa lớn nhất của đời sống đó là tình yêu và sự hy sinh, thì có lẽ ta chỉ có thể tìm được cái đó cách rõ ràng ở nơi cha, nơi mẹ mà thôi. Bởi vì chính ở nơi đó mà ta mới có thể tìm thấy một tình yêu hoàn toàn không vì gì, một tình yêu chi tệ mà yêu, một tình yêu mà hoàn toàn không điều gì, hoàn toàn không giới hạn. Và chính vì vậy mà trong tim Đức Phật thường hay lấy cái tấm lòng của mẹ với con để mà ví cho cái tình thương của Đức Phật đối với tất cả chúng sanh ở trong đời. Hãy khắc ghi lại cái công ơn của cha của mẹ để mong rằng dù ở trong hoàn cảnh nào, dù nghèo dù giàu đến đâu chăng nữa, dù ta có làm cu li trong xã hội hay làm tới những chức quyền cao trọng ở đâu, ta cũng không bao giờ quên rằng chúng ta đây là con của cha của mẹ, con của ông bà của tổ tiên nòi dậy. Đừng quên, đừng quên, bởi vì đó là gốc rễ của mình, bởi vì đó là cội nguồn của mình, bởi vì đó là nơi mà ta học được tất cả những gì quý nhất ở trong cuộc đời này, tình yêu. Bởi vì đó là nơi mà ta biết được cái nghĩa
của hai chị hy sinh nghĩa là như thế nào? Cô gái Việt Nam ơi, hai chị hy sinh có ở đời, có một nàng vàng hai chữ ngọc cho lòng cô gái Việt Nam tươi. Hai chị hy sinh và không có ai hy sinh cho mình, hy sinh một cách âm thầm lặng lẽ như là sự hy sinh của cha của mẹ cho mình. Tất cả những gì cao quý nhất, tất cả những gì ý nghĩa nhất, vĩ đại nhất của cuộc đời, ta đều học từ ở trái tim của cha của mẹ đó hết. Bởi vì tất cả những gì ý nghĩa nhất, vĩ đại nhất đều nằm ở cái tình yêu và sự hy sinh mà thôi. Mong rằng trong cái đại lễ Vu Lan vào giữa năm nay, tất cả chúng ta có được cơ hội để thêm một lần ở trong một năm thắp một nén hương tưởng niệm hình bóng cha mẹ của mình, thắp một nén hương để nghĩ tới bao nhiêu yêu thương và hy sinh cha mẹ đã ban tặng cho mình cái cuộc đời này, tấm thân này, hình hài thịt da này đây. Và một lần trong một năm như vậy, để chúng ta cùng nhau giữ gìn cái cội nguồn đạo lý này của dân tộc Việt Nam, giữ gìn cái cội nguồn đời sống tâm linh này của người con Phật, để cho chúng ta dù ở bất cứ đâu vẫn không bao giờ đánh mất đi mình là con của cha của mẹ, mình là người con của Đức Phật. Phạm Quỳnh, một nhà học giả lớn của Việt Nam, trước đây từng viết một câu về truyền kiều rằng: truyền kiều còn thì tiếng ta còn, mà tiếng ta còn thì nước ta còn. Tôi muốn mừng câu đó để kết thúc cho cái đại lễ Vu Lan bao nhiêu này. Đó là bao lâu mà còn có đó cái ngày lễ Vu Lan bao nhiêu thì còn đó cái cội nguồn đạo lý của dân tộc. Và đạo lý của dân tộc mà còn đó thì thưa quý vị, dù hoàn cảnh tang thương đến đâu đi chăng nữa, tương lai của nội dân Việt Nam vẫn còn đó. Xin tất cả chúng ta hãy cùng nhau giữ lấy cái cội nguồn đạo lý ấy cho chúng ta và cho những thế hệ con cháu mai sau của chúng ta. Xin cảm ơn tất cả đại chúng. Lòng đầy trao dâng bao niềm vui quy trước Phật đài. Mùa Vu Lan đến áo con cài hoa hồng thắm, vui sướng mẹ vẫn còn đầy, hạnh phúc nào được mãi bên mẹ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh hướng thiện đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ đây mẹ hiền đã xa con rồi, lòng con nức nở dâng trào nỗi đau nghẹn ngào. Vào thu mùa Vu Lan đến, con là nhớ thương, trên áo con thơ màu hoa trắng kia lệ rơi, sắc hoa